là ai vậy nhỉ? Cô ấy trông khác hẳn, quyến rũ thật đấy. Lạ thật, sau mỗi lần gặp lại, cô ấy dường như xinh đẹp hẳn lên. Chỉ mất 6 tuần để tạo sự tự tin trước anh ấy. Có lẽ anh ấy sẽ không hiểu vì sao. Nhưng Bones biết rõ điều đó. Làm cách nào để da bạn mềm mại và trắng dần lên. Sử dụng đều đặn kem làm trắng da Bones. Với Bones, mọi phụ nữ đều đẹp hơn.
Và bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ các thí sinh tham dự vòng thi chung kết đêm nay. Nguyễn Tăng Hồng Châu, thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, đêm nay đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc 2000. Đây là cuộc thi cuối cùng của thế kỷ 20 để bình chọn ra Hoa hậu đầu tiên bước vào thiên niên kỷ mới. Thay mặt ban tổ chức, xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị và các bạn có mặt trong chương trình đêm nay. Thu Hương và Thanh Bạch trong vai trò là người dẫn chương trình ngày hôm nay xin được thay mặt cho các thí sinh xin chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi tối thật vui và chúc đêm đăng quang ngày hôm nay sẽ thành công rực rỡ. Và giờ đây chúng tôi sẽ được công bố danh sách các vị giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Dương Kỳ Anh, trưởng ban giám khảo. Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nghệ sĩ nhân dân Trà Giang. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Công Khế. Xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư, nhà giáo ưu tú Hoàng Tử Hùng. Và bây giờ, xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú, biên đạo múa Vũ Thị Minh Nguyệt. Và xin giới thiệu giám khảo vinh dự đại diện cho nhà tài trợ Bons, cô Đinh Thị Thu Hà. Khi chờ đợi các thí sinh chuẩn bị, mời quý vị cùng thưởng thức một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Bảo Phúc có tựa đề Gót Hồng. Và các khúc này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhóm 1088, nhóm Mây Trắng, ca sĩ Thanh Thảo và ca sĩ trẻ Minh Thư. Cùng chơi để sắc hương sâu nghiêng dòng đời gót hồng nhẹ nhàng xây theo lời hát cùng bước em rực cháy lên dạng người ngỡ ngàng thời gian như lắng động và khắp nhân gian đang chìm trong mộng gót hồng nhẹ xoay theo điệu múa cùng dáng em cùng bước chân thần tiên gót hồng như say giữa khúc trời để sắc hương xô nghiêng dòng đời gót hồng vì anh say thơ lời hát cùng bước em rực cháy lên dạng ngời kia đêm nay bao nhiêu gã sĩ tình thành đã ngây dại vì dám em và đêm nay một đêm giá cứ nghe thương cùng bước em rực cháy lên rạng rỡ kìa đêm nay bao nhiêu ngã si tình thành đã ngây dại vì dám em và đêm nay một đêm giá cứ nghe thương cùng bước em cháy lên dạng ngời ngỡ ngàng thời gian như lắng động và khắp nhân gian đang chìm trong gót hồng nhẹ nhàng xoay theo điệu múa cùng dáng em cùng bước chân thần tiên gót hồng dịu dàng say giữa khung trời để sẵn hương sâu nghiêng dòng đời gót hồng nhẹ nhàng xoay theo lời hát cùng bước em rực cháy lên dạng ngời đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đã ngây dại vì dáng em và đêm nay một đêm sắc hương nghe thương cùng bước em rực cháy lên rạng rỡ kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình
anh đã nghĩ dài vì dáng em. Và đêm nay một đêm sắc hương nghe thương cùng bước em rực cháy lên dáng người. Kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình, anh đã nghĩ dài vì dáng em, vì dáng em, vì dáng em. Và đêm nay một đêm sắc hương nghe thương cùng bước em rực cháy lên rạng rỡ. Kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình, anh đã nghe dài vì dáng em, vì dáng em, vì dáng em. Và đêm nay một đêm sắc hương nghe thương cùng bước em rực cháy lên rạng rỡ.
khẩu toàn quốc năm 2000 ngày hôm nay có sự tham dự của 22 thí sinh. Họ đã vượt qua hơn 3.000 thí sinh từ khắp các tỉnh thành trong cả nước để có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu toàn quốc năm 2000. Và giờ đây chúng ta đang cùng gặp gỡ với các thí sinh trong phần dự thi trang phục áo dài dân tộc. Và đây là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 217 Dương Thị Cẩm Linh đến từ Đồng Nai. Thí sinh Dương Thị Cẩm Linh năm nay 19 tuổi, cô đã tốt nghiệp phổ thông trung học. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ xin mang số báo danh 278 Phạm Thiên Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Thiên Trang năm nay 19 tuổi, bạn là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 77 Trần Thị Ngọc Linh của thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Trần Thị Ngọc Linh năm nay 16 tuổi, hiện cô đang là học sinh trường dân lập văn học thành phố Hồ Chí Minh. Theo mặt số báo danh 615 Thời bé Cơ Bùa đến từ Đắk Lắk, dân tộc Ê Đê. Thời bé Cơ Bùa năm nay 18 tuổi, là học sinh phổ thông trung học trường Nơ Trang Long. Và dưới đây sẽ là phần dự thi của thí sinh đến từ Tây Đô, Cần Thơ, Du Tố Khanh mang số báo danh 907. Thí sinh Du Tố Khanh năm nay 17 tuổi, hiện cô đang là học sinh trường phổ thông trung học Châu Văn Liêm, Cần Thơ. Thưa quý vị, thí sinh đoàn có tay nhau để cổ vũ quý vị, giúp cho các thí sinh tự tin và thể hiện một cách hoàn chỉnh. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 156 Đinh Nhi Dung đến từ Quảng Ngãi, người dân tộc Hơ Rê. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho đồng nghiệp và chúc cho thí sinh Đinh Nhi Dung. Thí sinh Đinh Nhi Dung năm nay 20 tuổi, hiện cô đang là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là thí sinh bằng số báo danh 703 Lê Thị Kiều Diễm đến từ Tiền Giang. Thưa quý vị, thí sinh Lê Thị Kiều Diễm, 16 tuổi, là học sinh trường phổ thông trung học Tứ Kiệt, Cai Lậy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh đến từ Thanh Hóa, mang số báo danh 369, Trần Thị Phượng. Thí sinh Trần Thị Phượng năm nay 16 tuổi, hiện cô đang là học sinh trường phổ thông trung học Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hóa. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 31, Bùi Việt Hà, thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị, thí sinh Bùi Việt Hà năm nay 19 tuổi, là sinh viên trường Đại học Kinh tế. Và giờ đây chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh đến từ thành phố Cảng Hải Phòng, Nguyễn Thị Ngọc Oanh, mang số báo danh 167. Xin mang số báo danh 02, Nguyễn Tăng Ngọc Châu, thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Nguyễn Tăng Ngọc Châu năm nay 21 tuổi, là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ. Chào đón thí sinh đến từ thủ đô Hà Nội, Đặng Phương Giang, mang số báo danh 36. Thí sinh Đặng Phương Giang năm nay 16 tuổi, hiện có đang là học sinh trường phổ thông trung học Trần Phú, Hà Nội. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 748, Trần Thị Kim Hồng Lam, đến từ Tiền Giang. Thưa quý vị, thí sinh Hồng Lam năm nay 17 tuổi, là học sinh trường phổ thông trung học Nguyễn Đình Chiểu. Ngô Thị Hoàng Yến năm nay 19 tuổi, hiện cô đang là học sinh trường trung cấp nghiệp vụ lương thực thực phẩm Hải Phòng. Thưa quý vị, còn bây giờ là thí sinh bằng số báo danh 189, Nguyễn Kim Phượng, đến từ Hải Phòng.
Nguyễn Thị Kim Phượng, năm nay 16 tuổi, là học sinh trường phổ thông trung học Thăng Long. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh mang số danh 25 Nguyễn Ngân Hà của thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Nguyễn Ngân Hà năm nay 16 tuổi, hiện cô đang là học sinh trường phổ thông trung học Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ trân trọng giới thiệu thí sinh bằng số báo danh 386 Hoàng Thị Nhật Mai đến từ thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, Nhật Mai năm nay 18 tuổi, hiện đang là việc tại công ty phát triển phần mềm VASC, công ty bưu chính viễn thông Việt. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai của thí sinh mang số báo danh 476 Phạm Thị Vân Anh đến từ Hải Dương. Thí sinh Phạm Thị Vân Anh năm nay 16 tuổi, hiện đang là học sinh trường phổ thông trung học Hồng Quang Hải Dương. Tiếp theo, mời quý vị gặp gỡ thí sinh bằng số báo danh 105 Phan Thu Ngân, thành phố Hồ Chí Minh. Thu Ngân năm nay 20 tuổi, là sinh viên Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh. Bao niềm tin yêu, những tương lai ở đây là những
trên một đêm huy hoàng, sáng sớm bao ánh đèn, từng nụ cười rạng rỡ long lanh mắt người. Ngày hội vàng của những bông hoa Việt Nam, ngày tuyệt vời mới dài nhân nào lên ngôi. Đừng ngồi đây mà xem tranh tài, vì bạn đẹp hơn một cánh hoa hồng. Đừng ngại ngần hãy đến thi đua với bao người. Cuộc đời còn đẹp với bao năm tuổi xanh, cho vườn hoa sáng
Mời quý vị dành tràng pháo tay này cổ vũ tinh thần cho tất cả các thí sinh. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 217 Dương Thị Cẩm Linh đến từ Đồng Nai. Thí sinh Dương Thị Cẩm Linh cao 1m62, cân nặng 47kg. Các số đo vòng 1 77, vòng 2 57, vòng 3 88. Thí sinh tiếp theo bằng số báo danh 278 Phạm Thiên Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Thiên Trang cao 1m66, cân nặng 45kg với các chỉ số như sau: vòng 1 76, vòng 2 59 và vòng 3 87. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 77 Trần Thị Ngọc Linh của thành phố Hồ Chí Minh. Trần Thị Ngọc Linh, năm nay 16 tuổi, cô cao 1m65, cân nặng 50kg. Các số đo, vòng 1 83, vòng 2 60, vòng 3 90. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 615, Hanef Kubur, đến từ Đắk Lắk. Hanef Kubur cao 1m64, cân nặng 49kg với các chỉ số như sau: vòng 1 82, vòng 2 62 và vòng 3 90. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh đến từ Tây Đô, Cần Thơ, Du Tố Khanh, mang số báo danh 907. Thí sinh Du Tố Khanh năm nay 17 tuổi, cô cao 1m68, cân nặng 51kg. Các số đo vòng 1 86, vòng 2 61, vòng 3 91. Thưa quý vị và các bạn, như quý vị đã thấy, các thí sinh của chúng ta cùng mặc một mẫu trang phục áo tắm. Đây sẽ là cơ hội tốt để ban giám khảo và quý vị khán giả đánh giá chính xác vẻ đẹp của mỗi thí sinh. Số báo danh 156. Thí sinh Đinh Y Nhung năm nay 20 tuổi, cô cao 1m64, cân nặng 51kg. Các số đo vòng 1 81, vòng 2 59, vòng 3 89. Chúng tôi sẽ giới thiệu thí sinh bằng số báo danh 703, Lê Thị Kiều Diễm đến từ Tiền Giang. Lê Thị Kiều Diễm, 16 tuổi, cao 1m65, cân nặng 50kg với các chỉ số như sau: vòng 1 80, vòng 2 61 và vòng 3 91. Đón thí sinh đến từ Thanh Hóa, Trần Thị Phượng, mang số báo danh 369. Thí sinh Trần Thị Phượng năm nay 16 tuổi, cô cao 1m63, cân nặng 46kg. Các số đo vòng 1 78, vòng 2 60, vòng 3 85. Và bây giờ sẽ là thí sinh bằng số báo danh 31, Bùi Việt Hà, thành phố Hồ Chí Minh. Thí
sinh Bùi Việt Hà, năm nay 19 tuổi, cô cao 1m66, cân nặng 46kg với các chỉ số như sau: vòng 1 78, vòng 2 57 và vòng 3 87. Và bây giờ sẽ là thí sinh đến từ thành phố Cảng Hải Phòng, Nguyễn Thị Ngọc Oanh, mang số báo danh 167. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Oanh năm nay 20 tuổi, cô cao 1m65, cân nặng 47kg, các số đo vòng 1 84, vòng 2 59, vòng 3 86. Những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cổ vũ cho các thí sinh trong phần dự thi trang phục áo tắm. Quý vị thí sinh mang số báo danh 02, Nguyễn Tăng Ngọc Châu, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thí sinh Nguyễn Tăng Ngọc Châu cao 1m65, cân nặng 46kg với các chỉ số như sau: vòng 1 82, vòng 2 61 và vòng 3 88. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh đến từ thủ đô Hà Nội, Đặng Hương Giang, mang số báo danh 36. Thí sinh Đặng Hương Giang năm nay 16 tuổi, cô cao 1m65, cân nặng 47kg, các số đo vòng 1 78, vòng 2 60, vòng 3 88. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị thí sinh mang số báo danh 748, Trần Thị Kim Hồng Lam đến từ Tiền Giang. Trần Thị Kim Hồng Lam cao 1m69, cân nặng 53kg với các chỉ số vòng 1 84, vòng 2 63 và vòng 3 91. Cô đoạt 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng điền kinh cấp quốc gia. Chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho thí sinh đến từ Thái Nguyên, Lê Thanh Nga, mang số báo danh 595. Lê Thanh Nga năm nay 19 tuổi, cô cao 1m67, cân nặng 50kg, các số đo vòng 1 85, vòng 2 62, vòng 3 90. Thưa quý vị và các bạn, đến từ phố Cảng Hải Phòng, bây giờ là thí sinh mang số báo danh 165, Nguyễn Thị Huyền Chi. Huyền Chi cao 1m67, cân nặng 47kg với các chỉ số như sau: vòng 1 83, vòng 2 57 và vòng 3 89. Và bây giờ sẽ là thí sinh mang số báo danh 204, Nguyễn Thị Anh Thư của thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Nguyễn Thị Anh Thư năm nay 20 tuổi, cô cao 1m69, cân nặng 50kg, các số đo vòng 1 79, vòng 2 63, vòng 3 89. Thì có hàng trăm nghìn ước muốn, người không có sức khỏe thì chỉ có một ước muốn, đó là có sức khỏe. Vẻ đẹp của con người, vẻ đẹp khỏe mạnh luôn gắn liền với thể dục thể thao, vẻ đẹp cân đối luôn được đánh giá cao. Và giờ đây chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho các thí sinh trong phần dự thi trang phục áo tắm. Và bây giờ sẽ là thí sinh mang số báo danh 575.
Thị Hoàng Yến đến từ thành phố Cảng Hải Phòng. Thí sinh Ngô Thị Hoàng Yến năm nay 19 tuổi, cô cao 1m65, cân nặng 47kg, các số đo vòng 1 77, vòng 2 58, vòng 3 88. Thưa quý vị và các bạn, và tiếp theo là thí sinh bằng số báo danh 189, Nguyễn Kim Phường đến từ Hải Phòng. Nguyễn Kim Phường cao 1m68, cân nặng 49kg với các chỉ số như sau: vòng 1 81, vòng 2 59 và vòng 3 89. Và bây giờ sẽ là thí sinh mang số báo danh 25, Nguyễn Ngân Hà của thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Nguyễn Ngân Hà năm nay 16 tuổi, cô cao 1m70, cân nặng 51kg, các số đo vòng 1 79, vòng 2 62, vòng 3 92. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 386, Hoàng Thị Nhật Mai đến từ thủ đô Hà Nội. Nhật Mai cao 1m63, cân nặng 50kg với các chỉ số vòng 1 87, vòng 2 63 và vòng 3 90. Và bây giờ sẽ là thí sinh đến từ Hải Dương mang số báo danh 476, Phạm Thị Vân Anh. Thí sinh Phạm Thị Vân Anh năm nay 16 tuổi, cô cao 1m69, cân nặng 48kg, các số đo vòng 1 80, vòng 2 59, vòng 3 85. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 105, Phan Thu Ngân của thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Phan Thu Ngân năm nay 20 tuổi, cô cao 1m69, cân nặng 49kg, vòng 1 79, vòng 2 61, vòng 3 92. Chiếc nón mới, anh mang thêm năm cây gậy xinh cùng đôi chân. Anh múa theo nhịp ca vui, xòe đôi tay. Anh chúc cho em vui nhất trong đêm nay. Anh may thêm năm chiếc áo mới, anh mua thêm năm đôi giày xinh vì đêm nay em đẹp như trong mơ. Ước mong sao em thấy anh trong đám đông si mê. Bàn chân bước nhịp nhàng đến em, rồi ta nhảy một vòng thế gian. Cho đôi ta sánh vai bên nhau, nào cùng đi. Cây trăm thơm thơm đeo trên tóc, si mi lung linh trên bờ vai hờn ghen em. Đôi mắt em thật kiêu sa, và riêng anh ước như bông hoa tô thắm đôi môi em. Cây trăm thơm thơm đeo trên tóc, xinh mi lung linh trên bờ vai hờn ghen em. Đôi mắt em thật kiêu sa, và riêng anh ước như bông hoa tô thắm đôi môi em. Hey, hey, hey.
mầm cười mới lớn, mà đây lớn thành hoa tỏa hương rất xa. Chào em chào xuân tươi ha, xin chào xinh ngoan. Mùa xuân về thăm niềm vui cho cuộc đời. Em như mầm xanh lòng biếc về cho thế gian. Em là áng mây bay bằng trái tim mặt trời. Lòng đang lớn lên bao tình thương xanh ngát thôi. Bạn bè xanh vang, nhìn nhau mắt này. Vào xa cùng nhau từ sớm mai trên đêm qua. Từng cười xanh thơm, mầm cười mới. Hear the beat. Là nhung nhớ xót xa vô bờ, biết yêu là cách xa, sao vẫn yêu người mãi. Biết yêu đương là đắm đuối, là mộng mơ trong ngóng ai đêm ngày. Biết yêu là mãi mong chờ, sao ta vẫn mãi yêu dài khờ. Đôi chúng ta đẹp tựa một đóa hoa, cùng khoe sắc hương trên ngàn lá thắm. Tình sao đến đây rồi vội chắp cánh bay, để đôi ta một yêu mãi lạnh giá. Người yêu sao ơi,
được là tiếc nuối, là nhung nhớ xót xa vô bờ. Biết yêu là cách xa, sao vẫn yêu người mãi. Biết yêu đương là đắm đuối, là mộng mơ trong ngóng ai đêm ngày. Biết yêu là mãi mong chờ, sao ta vẫn mãi yêu dài khờ. Đôi chúng ta đẹp tựa một đóa hoa, cùng khoe sắc hương trên ngàn lá thắm. Tình sao đến đây rồi vội trăm cánh bay, để đôi ta một yêu mãi lạnh giá. Người yêu sao ơi, lệ buồn trên khóe môi, sang vội ra đi về nơi chốn ấy. Người yêu sao ơi, giờ này không có em, ngâm sầu cô đơn làm anh nhớ. Xin đầu tiên và giờ đây sẽ là phần dự thi của thí sinh đầu tiên mang số báo danh 217, Dương Thị Cẩm Linh đến từ Đồng Nai. Thí sinh Dương Thị Cẩm Linh yêu thích tennis, bơi lội và cô hy vọng trong tương lai sẽ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, thí sinh tiếp theo mang số báo danh 278, Phạm Thiên Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Thiên Trang thích trang trí nội thất. Mơ ước của cô sau này là mong muốn trở thành một nữ kiến trúc sư. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 77, Trần Thị Ngọc Linh từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Trần Thị Ngọc Linh tôi thích thời trang, tôi mong ước sẽ trở thành một người mẫu thời trang có cá tính và được khán giả yêu thích. Quý vị các bạn cùng đến chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn thí sinh mang số báo danh 618, thời đẹp của mùa đến từ Đắk Lắk. Thí sinh thời đẹp của mùa thích bộ môn bóng chuyền và mơ ước của cô sau này là được trở thành nữ tiếp viên hàng không. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 907, Du Tố Khanh đến từ Tây Đô, Cần Thơ. Thí sinh Du Tố Khanh yêu thích hội họa và âm nhạc. Cô hy vọng trong tương lai sẽ học thật giỏi để trở thành một kiến trúc sư được mọi người yêu thích. Quý vị và các bạn đang đến với vòng thi chung kết cuộc thi Hoa hậu toàn quốc 2023 Tiền Phong tổ chức.
và phần dự thi của các thí sinh trong trang phục lựa chọn. Giờ đây chúng ta hãy cùng chào đón phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 156 Đinh Y Nhung, người dân tộc Hơ Rê đến từ Quảng Ngãi. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 703 Lê Thị Kiều Diễm đến từ Tiền Giang. Thưa quý vị, thí sinh Lê Thị Kiều Diễm thích bơi lội, thể thao. Mơ ước của cô sau này là được trở thành người mẫu thời trang. Và bây giờ chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho thí sinh đến từ Thanh Hóa, mang số báo danh 369 Trần Thị Phượng. Trần Thị Phượng yêu thích ca nhạc và võ thuật, nhưng tương lai cô mong ước sẽ trở thành một chính trị gia nổi tiếng. Thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thí sinh tiếp theo mang số báo danh 31 Bùi Việt Hà, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cô yêu thích âm nhạc và ước mơ của cô sau này là mong trở thành một nhà nữ doanh nghiệp. Và bây giờ sẽ là thí sinh đến từ thành phố Cảng, Hải Phòng, Nguyễn Thị Ngọc Oanh, mang số báo danh 167. Nguyễn Thị Ngọc Oanh mong muốn được đi nhiều nơi để biết thêm về quê hương đất nước. Phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 02 Nguyễn Tăng Ngọc Châu của thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Nguyễn Tăng Ngọc Châu yêu thích âm nhạc và thời trang. Cô mơ ước sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang trong tương lai. Và bây giờ xin giới thiệu đến quý vị thí sinh bằng số báo danh 36 Đặng Hương Giang đến từ thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Hương Giang thích âm nhạc và truy cập Internet. Cô mong muốn sau này sẽ trở thành tiếp viên hàng không. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 748 Trần Thị Kim Hồng Lam đến từ Tiền Giang. Thí sinh Trần Thị Kim Hồng Lam yêu thích thời trang và thể thao. Cô mong ước sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về quê hương đất nước và con người Việt Nam. Và bây giờ quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ thí sinh mang số báo danh 595 Lê Thanh Nga đến từ Thái Nguyên. Thí sinh Lê Thanh Nga yêu thích âm nhạc, thời trang và thể thao. Mơ ước của cô sau này là sẽ trở thành một luật sư giỏi. Và bây giờ sẽ
thí sinh bằng số báo danh 204 Nguyễn Thị Anh Thư, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thư yêu thích bộ môn cầu lông và bơi lội. Cô muốn giới thiệu đất nước Việt Nam đến với tất cả mọi người và bạn bè quốc tế. Hoàng Yến thích thời trang du lịch và mong trở thành nhà kinh doanh về thời trang. Mời quý vị các bạn cùng gặp gỡ thí sinh mang số báo danh 189 Nguyễn Kim Phượng đến từ Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, thí sinh Nguyễn Kim Phượng yêu thích thời trang. Cô rất thích đọc thơ Hồ Xuân Hương và mơ ước của cô là được trở thành nhà văn, thi sĩ như nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 25 Nguyễn Ngân Hà của thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Nguyễn Ngân Hà yêu thích âm nhạc và thời trang. Ước mơ của cô thật giản dị, đó là sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể làm giàu cho đất nước. Mời quý vị cùng gặp gỡ thí sinh bằng số báo danh 386 Hoàng Thị Nhật Mai đến từ Thủ đô. Nhật Mai thích âm nhạc, thích đọc sách. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 476 Phạm Thị Vân Anh đến từ Hải Dương. Thí sinh Phạm Thị Vân Anh yêu thích ca nhạc và trượt băng nghệ thuật. Mong ước của cô sau này sẽ là một nhà kinh doanh giỏi để làm giàu cho Tổ quốc. Và bây giờ là phần dự thi của thí sinh bằng số báo danh 105 Phan Thu Ngân, thành phố Hồ Chí Minh. Xin Phan Thu Ngân thích âm nhạc, đọc báo và hy vọng trở thành một nhà quản lý về kinh doanh. Oh,
lại sâu thương lỡ làng bấy giờ em đã sang ngăn tim tôi tê tái giờ giang tôi về Nam giao trăm mến ngàn thương vâng lâu vẫn ngóng đợi người cô hương ngày đi bao nỗi vấn vương mà nay ai để sầu thương riêng mình Oh!
mê ngất mê say. Sống với tình yêu đời em trọn hạnh phúc. Dù tình mình có khi buồn đau, nhưng trong tim này em vẫn tin người. Mùa đông đang vội qua, mỗi khi có anh trong vòng tay. Thời gian số báo danh 25 Nguyễn Ngân Hà của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thí sinh tiếp theo mang số báo danh 386 Hoàng Thị Nhật Mai, thủ đô Hà Nội. Và bây giờ sẽ là thí sinh mang số báo danh 31 Bùi Việt Hà của thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là thí sinh mang số báo danh 167 đến từ thành phố Cảng Hải Phòng, Nguyễn Thị Ngọc Oanh. Giờ đây sẽ là thí sinh mang số báo danh 907 Du Tố Khanh đến từ Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, danh sách các thí sinh lọt vào vòng trong được tiếp tục với thí sinh mang số báo danh 595 đến từ Thái Nguyên, Lê Thanh Nga. Số báo danh 156 Đinh Y Nhung đến từ Quảng Ngãi. Thưa quý vị, tiếp theo là thí sinh mang số báo danh 02 Nguyễn Tăng Ngọc Châu, thành phố Hồ Chí Minh. Và giờ đây sẽ là một thí sinh đến từ thủ đô Hà Nội mang số báo danh 36 Đặng Hương Giang. Thưa quý vị và các bạn, danh sách chúng tôi cứ còn muốn dài mãi, nhưng việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Và đây là thí sinh cuối cùng mang số báo danh 105 thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Phan Thu Ngân.
Theo bạn, phẩm chất đáng quý nhất của người phụ nữ Việt Nam là gì? Em xin được trả lời câu hỏi. Phụ nữ Việt Nam có rất là nhiều đức tính tốt đẹp được ca ngợi. Và một trong những đức tính tốt đẹp nhất đó là đức tính thủy chung. Em xin cảm ơn. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 386 Hoàng Thị Nhật Mai của thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, câu hỏi dành cho thí sinh như sau. Qua những đợt cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, đặc biệt là trận lũ lịch sử vừa xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta càng thấy rõ phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam. Theo bạn, phẩm chất tốt nào được thể hiện rõ? Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể quý vị khán giả, em xin được trả lời câu hỏi của mình. Chúng ta là những người con của đất Việt, cùng chung một nòi giống. Dân tộc chúng ta đã trải qua bao gian nan thử thách, lửa thử vàng, gian nan thử sức, và chúng ta đã có được hòa bình, có được cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày hôm nay. Cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong năm 2000 là một hoạt động văn hóa lành mạnh và hoạt động văn hóa lớn của cả nước. Và năm 2000 là năm đánh dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, trong khi chúng ta đang ngồi đây tham dự cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong toàn quốc năm 2000, chúng ta không khỏi chạnh lòng khi nhớ đến đồng bào của chúng ta đang ngày đêm phải đối chọi với thiên tai lũ lụt, với những mất mát vô cùng to lớn và không dễ gì bù đắp được. Đã có biết bao nhiêu hành động rất đáng ca ngợi. Và theo em, chính những hành động đó xuất phát từ tình tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Với danh nghĩa là một cá nhân được vinh dự đứng trong vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong toàn quốc hôm nay, em xin phép được kêu gọi tấm lòng của tất cả mọi người gửi đến đồng bào của chúng ta ở miền Nam đang bị bão lụt. Em xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, và tiếp theo là phần dự thi của thí sinh bằng số báo danh 311, Bùi Việt Hà, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2000 là năm thanh niên Việt Nam. Theo bạn, nét nổi bật nhất trong năm thanh niên Việt Nam là gì? Năm 2000 là năm của thanh niên Việt Nam, và theo em, nét nổi bật nhất trong năm thanh niên Việt Nam đó là phong trào tự nguyện. Cũng là một thành phần của thanh niên Việt Nam, em rất tự hào khi mình đang sống giữa một thập niên chuẩn bị bước sang một thế kỷ 21, một thế kỷ của khoa học, kỹ thuật và trí tuệ. Bản thân em cũng cảm thấy mình phải trau dồi thêm kiến thức, mình phải đem công sức của mình để hiến dâng cho đất nước, cho xã hội. Vì tình nguyện có nghĩa là mình làm những gì mình cảm thấy đẹp lòng mình và làm đẹp cho xã hội. Như vậy là mình đã thấy mãn nguyện lớn rồi. Xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ sẽ là phần thi ứng xử của thí sinh mang số báo danh 167 Nguyễn Thị Ngọc Oanh đến từ Hải Phòng. Theo bạn, Hoa hậu Việt Nam năm 2000 cần có những tiêu chuẩn gì? Hoa hậu Việt Nam năm 2000 cần có những tiêu chuẩn như sau. Ngọc Oanh nghĩ rằng trước khi tham dự cuộc thi này, Ngọc Oanh thấy rằng đây là cuộc thi hướng cho con người vươn tới cái đẹp. Và cái đẹp ở đây không chỉ đơn thuần là vẻ đẹp về hình thể, mà nó có sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp trí tuệ của mỗi con người. Và Ngọc Oanh nghĩ rằng đó là vẻ đẹp đích thực mà mỗi người, bạn gái đến tham dự cuộc thi đều hướng tới. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh đến từ Tây Đô, Cần Thơ, Du Tố Khanh mang số báo danh 907. Bạn đang tham gia một cuộc thi người đẹp. Vậy theo bạn, việc làm đẹp cho người phụ nữ bao gồm những việc gì?
quà về tri thức thì mới gọi là một người phụ nữ đẹp. Em xin hát. Và bây giờ sẽ là phần thi ứng xử của thí sinh mang số báo danh 595 Lê Thanh Nga đến từ Thái Nguyên. Thưa quý vị, câu hỏi dành cho thí sinh Thanh Nga như sau. Các cuộc thi người đẹp và thời trang ở Việt Nam không thể thiếu được màn trình diễn áo dài. Vì sao? Và hiện nay gần như bạn gái nào cũng tự sắm cho mình một bộ áo dài. Đó có phải là chạy theo mốt hay không? Áo dài từ lâu đã trở thành quốc phục của người phụ nữ Việt Nam. Nó biểu tượng cho vẻ đẹp Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Các cuộc thi người đẹp và thời trang ở Việt Nam không thể thiếu được màn trình diễn áo dài, bởi vì đó là sự tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Theo em, hiện nay gần như bạn gái nào cũng tự sắm cho mình một bộ áo dài, đó không phải là sự chạy theo mốt, bởi vì đó là sự trân trọng vẻ đẹp Việt Nam, truyền thống Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Và còn vì tà áo dài tạo cho người ta một nét duyên rất Việt Nam. Tiếp theo thí sinh Lê Thanh Nga, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn thí sinh Đinh Y Nhung đến từ Quảng Ngãi, số báo danh 156. Thí sinh Đinh Y Nhung bốc thăm câu hỏi như sau. Bạn có cho rằng hiện nay một trong những vấn đề lớn của nước ta là giúp cho người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo? Người nghèo muốn thoát khỏi cảnh nghèo thì bản thân mình phải làm sao tự vượt lên trước hoàn cảnh khó khăn, phải tìm tòi, học hỏi. Và tiếp theo phần dự thi của thí sinh Đinh Y Nhung là phần dự thi của thí sinh Nguyễn Tăng Ngọc Châu mang số báo danh 02 của thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi như sau. Bạn đang tham gia hội thi người đẹp cuối cùng của thế kỷ 20 do báo Tiền Phong tổ chức. Vậy theo bạn, thế nào là một người phụ nữ đẹp? Người phụ nữ Việt Nam được coi là đẹp khi bước vào thế kỷ 21? Thêm nghĩ rằng, ông cha ta ngày xưa đã đúc kết rằng công dung ngôn hạnh là một phẩm chất tốt đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam. Vẻ đẹp đó bao gồm đó chính là vẻ đẹp về nhân cách. Vẻ đẹp phải biết nữ công gia chánh. Và lời ăn tiếng nói cũng đều phải đẹp. Còn đối với phụ nữ Việt Nam của thế kỷ 21 thì điều đầu tiên đó là người phụ nữ Việt Nam cần phải có một trí tuệ. Thì trí tuệ, một người phụ nữ Việt Nam đẹp thì cần phải trau dồi kiến thức, cũng như là phải trau dồi kiến thức. Vì theo em nghĩ đó chính là vẻ đẹp tiềm ẩn nằm bên trong một khuôn mặt rạng rỡ và đầy tự tin. Mời thí sinh mang số báo danh 36 Đặng Hương Giang của thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, câu hỏi của thí sinh như sau. Trong dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long Hà Nội vừa qua, sự kiện nào để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao? Trong dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long Hà Nội vừa qua, sự kiện để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất đó chính là đêm kỷ niệm được tổ chức tại sân vận động Hà Nội vào đêm 8 tháng 10. Lễ kỷ niệm được diễn ra, được tổ chức rất công phu và hoành tráng, bởi vì thủ đô Hà Nội rất tự hào khi được nhà nước trao danh hiệu thủ đô anh hùng và được UNESCO trao phong tặng thành phố vì hòa bình. Buổi lễ chỉ diễn ra trong vòng 90 phút nhưng thực sự đã diễn tả được gần một thiên niên kỷ từ ngày tiền dựng nước cho đến nay của dân tộc ta.
trong buổi diễn, ấn tượng đầu tiên của em đó là màn múa về Âu Cơ và Lạc Long Quân trong thời kỳ tiền dựng nước. Ấn tượng thứ hai của em đó có lẽ là màn trình diễn diễn tả lại vị vua Lê Công Uẩn đọc chiếu văn rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Thưa quý vị, và bây giờ thí sinh cuối cùng tham gia phần dự thi ứng xử mang số báo danh 105 của thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Phan Thu Ngân bốc thăm câu hỏi như sau. Ca dao có câu: có ai bán cái dịu dàng, anh mua một gánh tặng nàng làm duyên. Theo bạn, thế nào là cái duyên của người con gái? Kính thưa ban giám khảo và quý vị khán giả, em xin được phép trả lời câu hỏi của em. Ca dao có câu: có ai bán cái dịu dàng, anh mua một gánh tặng nàng làm duyên. Theo em nghĩ, cái duyên của người con gái đó là sự dịu dàng mà câu ca dao đã nêu trên. Cái duyên đó không thể nào mua bán, mà nó có được trong mỗi con người chúng ta, đó là qua một quá trình rèn luyện lâu dài. Dù thời gian có qua đi, nhan sắc có tàn phai, nhưng sự dịu dàng vẫn mãi mãi động lại trong lòng mọi người. chút lá chiều mưa như buồn như
qua, mong em đẹp sớm mai. Trong nắng ngày thời mưa em đến đủ tình người quá đi bao ngày chờ mong ngày đẹp tươi em đến nụ cười trong khe mắt là bàn tay em mãi vuốt ve ngày xưa là tình yêu trong nắng ngày thời mưa em buồn từng nụ hôn xóa đi bao ngày chờ mong để đêm về tình tôi cô đơn để vui buồn ngàn năm thôi rơi để ai về sắp khơi mãi còn. Anh đến bao ngày tháng, sẽ mãi như dấu yêu quay về.
Bây giờ sẽ là ba thí sinh cao điểm nhất lọt vào vòng thi ứng xử. Xin mời ba thí sinh sau đây bước lên sân khấu. Thí sinh đầu tiên mang số báo danh 105, Phan Thu Ngân của thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Phan Thu Ngân mang số báo danh 105 đã là thí sinh đầu tiên lọt vào vòng thi ứng xử. Và thí sinh thứ hai mang số báo danh 595, Lê Thanh Nga đến từ Thái Nguyên. Và bây giờ sẽ là thí sinh cuối cùng, thí sinh mang số báo danh 167, Nguyễn Thị Ngọc Oanh đến từ Hải Phòng. Xin chúc mừng ba thí sinh đã lọt vào vòng thi ứng xử để lựa chọn ra thí sinh cao điểm nhất với giải Hoa hậu và hai Á hậu. Bạn nghĩ gì khi gặp những trẻ em lang thang cơ nhỡ ở góc phố hay hè đường? Khi em gặp những trẻ em lang thang cơ nhỡ ở góc phố hè đường, em rất xúc động vì tất cả các trẻ em đều phải có một mái ấm, một gia đình hạnh phúc. Vì chăm sóc và bảo vệ trẻ em không những của riêng ai mà là trách nhiệm của mỗi gia đình và xã hội. Vì vậy, toàn xã hội hãy giúp đỡ các em sớm có cơ hội hòa mình vào cuộc sống. Riêng em, đối với bản thân em, hiện tại em là một sinh viên. Em chỉ đóng góp trong khả năng của mình bằng cách là tham gia phong trào ở trường hoặc ở ngoài xã hội. Ngoài ra, em sau này em sẽ cố gắng học giỏi để đóng góp phần nào vào sự phát triển của đất nước. Vì nếu một xã hội phát triển thì sẽ không có những trẻ em lang thang cơ nhỡ ngoài đường phố. Em xin cảm ơn. Nếu như có một dịp nào đó bạn dạo chơi trên đường phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay bất kỳ thành phố nào trên đất nước ta, sẽ bắt gặp những trẻ em lang thang cơ nhỡ trên hè phố. Đây là một vấn đề mà toàn xã hội cần quan tâm, bởi vì trẻ em là tương lai của đất nước. Các em vì một bất cứ một cái hoàn cảnh nào đó mà phải sống ở góc phố hè đường. Các em vì một lý do gì đó phải sống ở các phố hè đường. Đó là một... Và... Các em sẽ rất dễ bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội nếu như không được sự quan tâm, chăm sóc của tất cả mọi người. Trách nhiệm đó không phải của riêng bất cứ ai mà của tất cả chúng ta. Vì lý do đó mà tôi chọn cho mình ngành sư phạm để mong góp một phần nào đó giúp tất cả các em. Rồi, câu trả lời của em đến đây là hết. Em xin cảm ơn ạ. Ngọc Oanh nghĩ rằng trẻ em cơ nhỡ đó là một hiện tượng xã hội, và đó cũng là một vấn đề nan giải không những ở Việt Nam mà ở trên toàn thế giới.
Ngọc Anh nghĩ rằng đã có rất nhiều những công ước về quyền trẻ em và đã có rất nhiều thông tin đại chúng nói về quyền công ước về trẻ em. Nhưng quý vị cũng thấy chúng ta đi trên hè phố vẫn thấy những trẻ em cơ nhỡ ở ngoài đường. Và lúc đó chúng ta nghĩ gì? Ngọc Anh nghĩ rằng Ngọc Anh rất hạnh phúc khi không phải rơi vào một hoàn cảnh như vậy. Và Ngọc Anh mong mỏi rằng Ngọc Anh, cá nhân Ngọc Anh cũng như tất cả các quý vị ngồi đây, chúng ta hãy có trách nhiệm với trẻ em cơ nhỡ. Và Ngọc Anh kêu gọi tất cả xã hội hãy có trách nhiệm với các em. Mong rằng đất nước ta ngày càng giảm bớt. Chúng ta đi trên hè phố sẽ không thấy các em cơ nhỡ, mà chúng ta sẽ rất vui khi thấy các em cắp sách tới trường. Điều đó cũng là một cơ sở để cho đất nước ta tiến tới một lý tưởng đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị và tất cả các bạn.
khúc tình yêu. Em mang cho anh từng cơn gió mây trong đời, em mang bên mình của anh đến nơi thiên đường. Anh mắt đắm đuối say mê bỗng thiên thần tình. Anh mang cho em đóa hoa mở ca hát yêu đời, đã cho anh phút bình yên. Em dịu dàng đến bên một tình, em nồng nàn mà lời nhớ. Em tuyệt vời như ánh trăng sáng ngời, lung linh trong đêm hoàng đêm cháy. Em dịu dàng đến bên một tình. Giờ đây sẽ là giây phút quan trọng nhất. Chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố của ban tổ chức dành cho các thí sinh. Trước hết, xin mời đại diện nhà tài trợ lên tặng quà cho các thí sinh và xin mời đại diện ban tổ chức. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho 10 thí sinh đã lọt vào vòng chung kết 10 người đẹp nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Quý vị, lọt vào vòng chung kết có 10 thí sinh. Thí sinh mang số báo danh 015 Phan Thu Ngân của thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh mang số báo danh 167 Nguyễn Thị Ngọc Anh đến từ Hải Phòng. Thí sinh mang số báo danh 595 Lê Thanh Nga đến từ Thái Nguyên. Thí sinh Du Tố Khanh mang số báo danh 907 và thí sinh Bùi Việt Hà mang số báo danh 31. Dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để một lần nữa chúc mừng cho các thí sinh. Và giờ đây sẽ là phần công bố kết quả của ban giám khảo. Chúng tôi xin được công bố giải phụ dành cho 7 thí sinh. Và xin mời những thí sinh có tên sau đây bước lên phía trước. Thưa quý vị và các bạn, bảy giải phụ như sau. Giải thứ nhất đó là giải dành cho người ứng xử hay nhất, dành cho thí sinh mang số báo danh 105 Phan Thu Ngân của thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ sẽ dành cho thí sinh giải người có phong cách trình diễn hay nhất, thí sinh mang số báo danh 31 Bùi Việt Hà. Giải dành cho thí sinh có người có thể hình đẹp nhất, dành cho thí sinh mang số báo danh 36 Đặng Hương Giang của thủ đô Hà Nội. Giải dành cho người có mái tóc đẹp nhất. Thưa quý vị, giải dành cho người có mái tóc đẹp nhất thuộc về thí sinh Du Tố Khanh, số báo danh 907. Và bây giờ, xin mời ông Loic Tardy đại diện cho nhà tài trợ Pons tặng quà cho các thí sinh đoạt giải phụ. Và tiếp theo sẽ là giải dành cho người mặc áo dài đẹp nhất, sẽ là thí sinh mang số báo danh 02
Nguyễn Tăng Ngọc Châu của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiếp theo giải người có gương mặt đẹp nhất thuộc về thí sinh Hoàng Thị Nhật Mai, số báo danh 386. Và bây giờ sẽ là giải dành cho người mặc trang phục tự chọn đẹp nhất. Thí sinh mang số báo danh 156 Đinh Y Nhung đến từ Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, giờ đây sẽ là giải những thí sinh cao điểm nhất, đó chính là Hoa hậu và các Á hậu. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ công bố từ Á hậu 2, Á hậu 1 và Hoa hậu. Xin mời thí sinh mang số báo danh 167 Nguyễn Thị Ngọc Oanh đã giành danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu toàn quốc năm 2000 do báo Tiền Phong tổ chức. Chúng tôi xin mời ông Louis Chandy, đại diện nhà tài trợ, lên trao băng và quà cho Á hậu 2. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Oanh mang số báo danh 167 đến từ Hải Phòng đã giành danh hiệu Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu toàn quốc năm 2000. Một lần nữa, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt chúc mừng cho cô gái đến từ thành phố Cảng Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ chúng tôi xin mời hai thí sinh còn lại, đó là Thu Ngân và Thanh Nga, sẽ bước lên phía trước. Thưa quý vị và các bạn, thường nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể ngắm nhìn những người cao điểm nhất trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho ba thí sinh. Thưa quý vị, và bây giờ Á hậu 1 thuộc về thí sinh Lê Thanh Nga, số báo danh 595. Hoa hậu toàn quốc năm 2000 Miss Bone đã thuộc về thí sinh Phan Thu Ngân mang số báo danh 105. Và bây giờ xin mời ông Lỗi Chắc Đi đại diện cho nhà tài trợ lên trao băng và Á hậu 1 dành cho thí sinh Lê Thanh Nga mang số báo danh 595. Và xin kính mời ông Dương Xuân Nam lên trao vương miện hoa hậu cho thí sinh Phan Thu Ngân của thành phố. Thưa quý vị, chúng tôi thấy ông Dương Xuân Nam đang lên để chuẩn bị đội vương miện và trao vương trường cho Hoa hậu. Và xin mời cựu Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Khánh lên cầm hoa cho Hoa hậu toàn quốc năm 2000 Phan Thu Ngân của thành phố Hồ Chí Minh. Hạnh phúc. Và chúng ta một lần nữa hãy chúc mừng cho các thí sinh.
chúc mừng cho Hoa hậu và Á hậu của cuộc thi Hoa hậu toàn quốc năm 2000. Xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ nồng